Will, sao bữa nay chơi với con nít mà em trang điểm? Ủa chứ anh đang làm cái gì? Quá khó rồi. Anh là make up, em là trang điểm. Không, em mặc mộc đó. Thật sự mọi người ơi, em không có make up luôn. Đáng rồi, rớt phấn ra bây giờ. Em sai, em xin lỗi tất cả mọi người, chỗ là của em hết, được chưa? Con 1 tuổi, con heo 2 tuổi, vậy đứa nào là chị? Thành ơi, bên kia có bạn 18 tuổi nhắc bài dữ quá. Không có đâu. Con heo. Con kia con heo là chị luôn hả? Được mà Thành, em nuôi chó, em kêu chó bằng con em luôn. Con em luôn con, hả? Con trai với ba. Đó là do em kêu. Nhưng mà con bé thích kêu là chị heo thì dễ thương, anh hiểu không? Con nít mà. Đó là nó thích kêu chị heo vậy thôi, chứ con heo không phải là chị nó. Em đừng có cãi. Khi mẹ nói con cứng đầu, có phải là vì cái đầu con cứng không? Không. Chứ vì cái gì? Mẹ muốn nói gì? Chị ý ơi, chị ý bớt liếc xuống chị ý ơi. Tôi đề nghị những người gương mặt đã không được đẹp đẽ thì bớt làm chuyện xấu lợn. Và tôi nhận thấy là các bạn nhỏ bên đây có vẻ ăn mừng liếm phô mai hơi nhiều. Đúng không? Mà cũng không có ai thích đãi tôi được một cây nào hết. Dạ tay hết rồi chứ. Trời ơi, ăn hết rồi. Còn không con? Còn. Thôi, giữ ăn đi. Chú Vĩnh Thành ơi. Sao còn con trai? Nãy giờ chưa ăn một miếng nào luôn. Trời ơi, thấy người ta lịch sự, người ta nghiêm túc. Người ta thi xong người ta mới ăn chưa gì mà 3-4 đứa. Trời ơi con ơi, nhờ ăn mới thông minh đó con. Trong một trận bóng đá, khi nào thì số người trên sân cỏ nhiều hơn 23 người? Chắc ai bị thương rồi cả hai ông cầm cán chạy vô. Chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Được luôn. Trời ơi. Cái gì nữa? Em nghĩ đại luôn á. Anh hãnh diện vậy em quá Will ơi. Chị ơi, vậy là ngày hôm nay đội mình thắng là nhờ chú, không phải nhờ con rồi. Cái này người dân gian nó gọi là táp phải thôi. Người bình thường có thể nhướng một bên lông mày được không? Nhướng được, tập là được à. Nhưng nếu nó nhướng được, em phải nhướng được. Cái gì, cái chương trình gì ngộ vậy? Ừ. Đây là chương trình thách thức trí não và thách thức về cơ thể đâu. Thuốc mê với thuốc tê cái nào có hậu chứng? Thuốc mê chứ, thuốc mê xài nhiều thì mất trí nhớ. Em thấy không? Người ta phẫu thuật nhiều lần, ta vô thuốc mê nhiều lần, ta biết, em thấy không? Ủa, em mổ ruột thừa rồi Thành. Em mổ ruột thừa. À vậy hả? Người ta mổ ruột thừa mà ta quên hết kiến thức rồi, thấy không? Nghiệp quá nha. Nghiệp. Nghiệp quá nha. Trứng vịt lộn có ấp được không? Không, trứng vịt lộn mình chỉ ăn thôi chứ đâu có ấp được đâu. Không, chính xác. Ủa? Trứng vịt lộn mà chưa luộc vẫn ấp được, nghe chưa? Ủa, có lại trứng vịt lộn là chỉ để ăn chứ không nở thành con được mà. Sao nở thành con được? Em không ăn nó mắc gì nữa thành con không thì được. Em ăn nó rồi sao nở thành con được? Tại vì em ăn nó thôi. Em ăn nó thì không nở được. Nó nở được thì em sẽ ăn hết tất cả con vịt lộn thế này. Để em, mang hồn đi về đây, đừng chơi nữa. Trời là, ra như MC luôn kìa. Ra MC cả đi về đây. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh Giải trí TV.